Dẫn các bạn ra vườn sầu riêng của anh Thành nha. Vườn này làm hai miếng, miếng bên này là 54, đó, miếng bên tay trái là 54 nè, còn miếng bên tay phải thì anh trồng sau 53. Cái 54 thì bự cho bá lửa rồi. Rồi vô coi dưới này đâu rồi. Nhiều rồi. Cái cây thì vừa sổ nhị xong. Đấy, như cây này nè các bạn, sổ nhị không quá trời dưới gốc nè, trên là tiệm đèn nhóc nè. Bây giờ chưa lựa bông luôn hả anh? Chưa. Cứ để thoải mái hả? Thoải mái thì là lựa trái nè. À. Thoải mái đi. Bây giờ mưa liên tục mà cái tiệm đèn nó chưa ảnh hưởng gì anh Thành hả? Chưa. Cây này do anh theo nước từ đầu á. Anh nước từ đầu không? Anh nước từ đầu là nó không có bị sốc nước, không đụng không biết gì hết. Như Tết giờ mưa suốt hả anh? Tết mùng mấy, mùng 3, mùng 4 mưa rồi. Này mới hôm qua cũng còn mưa các bạn. Đó. Cái dàn lá thì tuyệt vời, không mặt trời luôn. Đó, cây này nè, không nhấp luôn nha. Cái dàn tiệm đèn nè, tại mình bỏ mấy cái bông sau đi. Năm đầu tiên mà cho trái chính thức rồi nè. Cây bên đó là cũng nhiều bông lắm nha. Qua cây này đi anh Thành. Mấy bông ra sớm trái to. Thì bây giờ hai cái lưới này nó có đấu nhau không Thành? Đấu, tại vì cách xa nhau nó không đấu. À, xa vậy là ok hả? Với lại cái lưới trước nó ít, cái lưới trước mà nó nhiều quá thì nó đấu, còn lưới trước nó ít. À, nó có mấy trái không sao không? Ba nè, ở trên này trái nữa nè. Năm trái. À. 1, 2, 3, 4, 5 trái. Còn trái nữa anh? Nằm đâu? Còn kia hả? À đây. Nếu mà nó được 10 trái là không cần cái lưới này luôn á. À, nó được trái thì đó. Bỏ cái lưới sau này luôn. Ít quá thì phải ăn hai lưới. Cái này cũng vừa sẽ nhây xong anh. Anh nó cũng lọc chọc chứ nó không có đều nhau Thành ha. Quá chứ mình lạc là cái số sau mình lạc bỏ hết rồi. Lạc bỏ luôn. Mấy cây bự bự này thì anh hy vọng là khoảng bao nhiêu trái anh cây? Anh để cỡ chục trái gì thôi. Ừ. Chục trái 30-40 kg vậy thôi hả? Đây. Đó, lạc sáp nè. Mai anh Thành anh bơm lạc sáp bằng chế phẩm sinh học nha. Làm những cái thằng phi để pha thuốc để pha phân như vậy. Thuốc hả? Chưa xài hả? Bí đỏ. À, lấy đọt chứ không lấy trái anh. Bí giờ lúc lá còn xấu hơn lá sầu riêng không anh? Đó, cái dàn này dàn 54 của anh Thành nè. Vừa xả nhị tim đèn mà cái dàn lá nè các bạn thấy không? Đó không? Đẹp mê ly. Không thể chê vào đâu được. Anh Thành đây làm sao rồi làm được cái dàn lá vậy anh Thành? Nói chung mình là phân thuốc cho đúng. Phân gì? Phân thì phun mít. Trước kia thì hồi nó cây nó còn lá thì mình xài đạm cá. Lúc mà nó chưa sẽ nhị hay sao? Chưa ra bông á. Trước đó mình lót trước chứ đó. Sau này mình tưới phun mít rồi phân chuồng kết hợp. Phân chuồng đâu? À đây. Cái chuồng này ủ hoai hả? À, một xe rô một gốc. À, gốc bên này cũng có con chuồng này các bạn nha. Có cần rải đều tứ phía anh Thành? Không cần lắm đâu. Mình cứ bỏ mé trên cao rồi nó từ nó câu xuống. À. Dọc chừng một bên như thế ha. Mình không có cái số lượng phân mình cũng không đủ để rải tròn á. Rải một phía. Phân hạn chế. Cái này anh có làm già đọt vậy anh Thành? Không, anh đâu có cây nào làm chặn phải chặn đọt không? Không chặn đọt. À. Sầu riêng không chặn đọt nha các bạn. Sau khi sở nhị tim đèn nè, để đọt đi bình thường. Cây nhưng mà mình bơm phân cho mau già lá nè. Bơm 3, 3, 19, 3, 20. Bơm trên lá hả? Bơm trên lá. À,
gọi là phân này chứ không phải là MKB hả? Phân. Ừ. Phân nhanh giờ lá. Nó cái bịch lớn hay là cái là cái này? Một ký một bịch cứ phi ký rồi chuẩn phí ký hả? Ừ, ký phi. Mình bơm vô để cho nó cứ thay vì cái chu kỳ nó đi nửa tháng thì giờ nó rút lại còn cỡ 7-8 ngày. À là nhanh, nó đi cái là nó già luôn. Nhanh già nhanh lụa. Mà cái này anh phải bơm hết nguyên vườn không hay là tùy cây? Không bơm hết chứ. Thì đồng, mình bơm đồng loạt luôn. Mình cứ đừng có chọn, mình chọn lựa là sau này cái cây nó cứ chọn lựa miết mệt lắm. Mình cứ xử lý cho nó đồng loạt là sau này. Tất cả cây đồng. Kiểu như mình dạy cho nó gần cái thói quen luôn. Chứ cây ra trước thì bơm nước trước, cây ra sau là cuối cùng cái vườn nó cứ tầm bậy miết giờ nó mệt lắm. Thành ra sau này cắt nhiều dao ha. Cứ mình làm nó ra trước ra sau thì mình phân nước giống nhau đấy. Cho nó bắt cho nó đồng loạt. Cái mít này bên anh hay bên kia? Bên người ta. Bên ta mà chín bỏ mấy rụng không ha. Cái đám mà đám lớn này là bao nhiêu gốc thành? Đám lớn này có 60 gốc. Còn cái đám mà năm thứ ba bên kia? 120 gốc. Mà nó rộng hơn của bên này à? Rộng hơn. 60 với 130. Do bên kia mình trồng dài hơn. Dài hơn tới ngày xưa này. Cái này khoảng cách bao nhiêu thành ơi? Cái này anh trồng 7 mét mấy, 7 mét 3, 7 mét rưỡi. Dán vài năm nữa nó giáp tàn rồi. Điều quá ha. Thì 10 cây như chục. À 10 cây như chục hả? Chỉ có 2 cây hồi xưa bị bò nó đạp nên nó nhỏ hơn tí. Đâu là 2 cây nào anh? Đây 2 cây nữa. Bên kia 1 cây, dưới đây 1 cây. Bò nó đạp rồi, thua 1 năm trồng lại. À là dặm sau 1 năm. Kiểu như chậm hơn anh Thành ha. À, cây đó là cây năm thứ ba. 60 gốc cho từ 2 đây còn 50 gốc mà hy vọng là 30 kg một gốc là được 1,5 tấn hả? Nói chung cái này cũng phải được 4 tấn. À, 4 tấn. 4 tấn là lấy tiền phân, tiền công. Chơi thôi mà nhưng cũng không sợ suy luôn. Cái gì đâu, cây mình lá cái đó, cây to vậy mà cành lá và mà xây gì. Cây này nếu thực sự để mà cả tạ nó cũng không xây. Không sao hả? Nhưng mình cũng ham quá phải không? Ham nhiều sau năm chăm cực hơn. Phục hồi cực hơn, đây ngoài coi cây trên đèn đây. Cây này là trong cái gì? Rồi. Để anh em đối chiếu thử ít bữa nữa là nó đậu cỡ nào nha. Đó, cái này cái dàn tiêm đèn này cũng khá lắm nè. Ở trên đó nó còn mấy cái bông mà bông trễ nha, chắc mấy cái bông đó thì ít bữa nó rụng hết thành ha. Giờ mình không có làm bông á, nó nhiều. Mấy cái thấp dưới đất này mình cũng đâu có để đâu, để nó cũng bị nó cũng nấm hết. Nó nước nó văng lên nữa. Nước văng lên nó nấm. Còn cái đoạn tầm ngực mình trở lên anh? Ừ. Cái này mình tưới nước nó bay lên nó cũng nóng lắm. Có mấy người ta để cái nhánh nó xà quá, nó xà sát chứ. Không thua không? Đời nào mà nó đậu dưới đất đâu mà. À. Cái bên này là năm thứ ba nè. Có mấy cây mà anh đang sen hơi trễ quá nè. Cây đó bị... chết không? À, bên này thì không thể nào nói 10 cây như chọc quá nè. Cái đất nó xấu hơn chút ha. Như đất dốc nghiêng nha. Bữa hồi đó là mình không có múc được bằng máy. Mình đào bằng tay. Đào tay cái hố nó không ngon không? Còn múc máy rồi tơi đất rồi không? Tơi thiệt rồi tơi. Hồi đó nằm trong bưởi á, đâu múc máy được ống bát rồi làm rồi. À. Đâu đào được đâu. Rồi anh tận dụng là cái bát cũ luôn hả? Anh gỡ chứ, anh phải giờ hết chứ. Chứ cái bưởi ở ngoài này giờ cũng giờ anh vừa rồi anh làm lại hết rồi. Cái dàn bí ơi, dưa leo của ông nè. Đẹp không? Trái, cái trái đẹp vậy? Chín luôn. Dàn ôm mà. Để làm giống luôn Thành. Đây là cái cà tím. Quá trình trái luôn. Già luôn. Trái già luôn. Thằng ngắt mấy cái này về nướng ăn hả Thành? Ngon quá. Ngon quá hả? Cái này là gì? Xăm gì hả Thành? Xăm kali hay gì? Cái đó là
Mi cái gì không phải mimosa. Đây chua, lá chua. Đây ớt. Ớt nhà thành quá chừng nè các bạn thấy không? Nhà thì kiếm trái ớt không ra, còn nhà thì tùm lum. Cái này cũng ớt nè. Này ăn cơm bưng chén đây. Đó, còn cảnh này là cái view trước nhà của anh, cái trời của anh Thành. Nhìn ra cái view này, thấy không? Cái đường đó là 9 mét mấy nha. Uốn lượn như một dòng sông. Mấy cây này dặm lại luôn anh Thành.